Chúng con hân hoan chào đón đội cồng chiêng đến từ Pleiku Pang với tiết mục Ngày bỏ mã của người Charai. Lễ bỏ mã là một nghi lễ quan trọng trong truyền thống của người Charai, mang theo ý nghĩa giải phóng linh hồn của người đã khuất. Theo quan niệm của người Charai, sau khi một người qua đời, linh hồn của họ còn lai vãng và cần ăn uống, giúp đỡ gia đình. Lễ bỏ mã được tổ chức để giải phóng người sống khỏi mọi ràng buộc với người chết, đồng thời đưa linh hồn về thế giới bên kia mà không còn bị giam cầm. Ngoài việc giải phóng linh hồn, lễ bỏ mã cũng mang ý nghĩa tôn vinh và kỷ niệm người thân đã khuất. Đây là một dịp quan trọng để gia đình và cộng đồng tưởng nhớ, ghi nhớ và chia sẻ niềm đau mất mát với nhau. Lễ bỏ mã không chỉ là một nghi lễ gia đình mà còn là một ngày hội văn hóa thực sự của người Charai. Nó thể hiện sự đoàn kết và tôn trọng giữa các thành viên trong cộng đồng. Thank you.
Thank you.